Hôm nay em chiên đùi gà rán, em mời cả nhà cùng ăn với em nha, rất là ngon nha, xuất sắc luôn, giòn gụm luôn. Em đang chiên, em mời cả nhà cùng ăn cùng với em nha, đây xuất sắc luôn cả nhà ơi, giòn tan luôn. Em nhúng hột vịt rồi em mới nhúng bỏ vô bột, rồi em mới nhúng bột chiên xù, rất là ngon nha. Đây em đang chiên luôn nè, ôi là chè ngon ơi là ngon, xuất sắc. Đây là bánh mì chiên hột vịt nha cả nhà, em lăn qua bột với em lăn qua hột vịt chiên rất là ngon, thơm quá trời thơm luôn. Con em rất thích ăn cái này,